Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa tôi có lời chào thăm hết thảy con cái của Chúa. Vì phía sau hơi bị tối cho nên tôi nhìn tôi thấy có rất là nhiều gương mặt lạ. Và dường như có chị dâu của Vân cũng có mặt ở đây, có một số con cái Chúa ở hội thánh khác cũng đến ta thập cộng chúng ta trong buổi nhóm hôm nay. Kính thưa hội thánh, tôi cũng muốn là mất thời gian. Bởi vì thời gian của chúng ta hãy để cho Chúa hành động tốt hơn hàng tỷ lần chúng ta hành động. Amen không ạ? Cho nên tôi rất là nhanh chóng muốn chúng ta nghe lời của Chúa. Xin ta đồng đứng lên. Nếu ta có Kinh Thánh trên tay, xin vui lòng dỡ ra Phúc Âm Giăng đoạn 12. Tôi muốn đọc từ câu 23 cho đến câu 36. Phúc Âm Giăng đoạn 12. Từ câu 23 đến câu 36, tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Đức Giê-xu bàn đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm, có kẻ khác nói, một vị thiên sứ nào nói với ngài. Đức Giê-xu cất tiếng phán rằng, ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các người. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng, chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Giê-xu bèn đáp rằng, sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng. E rằng sự tối tăm đến thinh linh cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Giê-xu phán như vậy rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Xin mời thánh đồng an toàn. Hôm nay Chúa cho tôi có lời đến từ chính mình Ngài trong lễ mà chúng ta gọi là lễ thường khó. Và trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì tôi muốn truyền đạt những cái điều mà Chúa dạy dỗ tôi. Nếu chúng ta muốn nghiên cứu Kinh Thánh thì hãy nhớ rằng Kinh Thánh có nói về sự thương khó. Amen. Nhưng Kinh Thánh không đề cập đến lễ thương khó. Nhớ nhé. Kinh Thánh có nói sự phục sinh của Chúa Giê-xu, có không? Có. Nhưng Kinh Thánh cũng không đề cập đến lễ phục sinh. Kinh Thánh có nói đến sự thăng thiên của Chúa Giê-xu sau khi từ kẻ sống lại thăng thiên về trời, nhưng Kinh Thánh cũng không có nói lễ thăng thiên. Nhưng hãy nhớ, Kinh Thánh có nói về ngày lễ ngũ tuần, và Kinh Thánh có nói đến lễ ngũ tuần. Cho tất cả chị, amen. Điều này để chúng ta biết rằng nếu chúng ta dự đêm thương khó hôm nay để nhắc nhớ nhau lại về sự hy sinh, về sự trả giá của Chúa Giê-xu, vì có yêu tôi, yêu hội thánh của Chúa. Mà nếu ta không được đầy dạy thánh linh nữa thì tôi và anh em sẵn có kết quả gì cả. Amen không ạ? Đối với tôi, đức tin quan trọng hơn nghi lễ của một tổ chức, của một tôn giáo. Amen. Amen không ạ? Đối với tôi, thánh linh vô vàng là cần thiết, là rất đặc biệt, là quan trọng với tôi trong từng giây từng phút hơn là nghi lễ của một tổ chức, của một giáo hội. Và tối hôm nay với phân đoạn Kinh Thánh này là phân đoạn Kinh Thánh rất là quen, nhưng mà chúng ta nhìn thấy chủ đề mà chúng ta có trên cái pano này, đó là Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu. Bao nhiêu lần chúng ta đã dự lễ thương
khó rồi. Bao nhiêu lần chúng ta hát nhạc thánh rồi, bao nhiêu lần chúng ta dự tiệc thánh rồi, bao nhiêu lần chúng ta đi nhà thờ, bao nhiêu lần ta dự Giáng sinh, bao nhiêu lần ta dự thương khó, bao nhiêu lần ta dự lễ phục sinh, bao nhiêu lần chúng ta dự lễ ngũ tuần, rất nhiều lần. Nếu một người tin Chúa 20 năm thì tôi tin rằng 20 năm đó họ đi ít nhất là 10 lần phân nửa thời gian đó trong những dịp lễ quan trọng, phải không? Nhưng như tôi đã nói, có nhiều người đi dự lễ Giáng sinh nhưng Chúa thật sự chưa Giáng sinh vào cuộc đời của họ. Có nhiều người đi dự lễ thương khó như tôi hôm nay nhưng họ chưa biết tình yêu của Chúa đã yêu họ như thế nào. Thật đáng buồn. Có nhiều người như lời chứng của anh ta tôi hôm nay ở trong nhà của Chúa nhưng không yêu Chúa. Điều này không lấy làm lạ. Giống như tôi là con một mục sư, ba tôi là mục sư, tôi là người phục vụ trong ban nhạc, nhưng tôi không biết Chúa Giêsu là ai cả. Cho đến khi tôi chạm đến Ngài, amen. Giống như mục sư A.B. Simpson, ông có một câu rất là hay. Gần đây trên One Way Radio họ có đăng tải cái câu nói của ông. Đó là một lần ông chạm đến Đấng Christ là ông đã dấn thân cả cuộc đời theo Đấng Christ. Và tôi cũng vậy, tôi chạm đến Ngài một đêm một. Thế là cuộc đời của tôi được biến đổi và tôi đi theo Ngài hơn 30 năm nay. Dù khó khăn, dù thử thách, dù nan đề vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn một lòng đi theo Giêsu, không bao giờ lùi bước. Amen. Thế thì đêm nhóm lại tối hôm nay, chúng ta nhắc lại tình yêu của Chúa Giêsu trong dịp chúng ta nhóm mình gọi là lễ thương khó của năm 2024. Tôi không muốn chúng ta rời phòng nhóm này mà chúng ta vẫn là một tội nhân. Chúng ta vẫn là một con người mang họ Vũ, Vũ như cẩn là vẫn như cũ, vẫn không thay đổi. Vẫn tới điều đầu tiên Chúa Giêsu nói gì ở đây? Nếu ta có thể đọc hết cái mạch văn đoạn 12 này thì ta sẽ có những người Hy Lạp là những người rất khôn ngoan, những người họ tự hào về kiến thức vì họ là người Hy Lạp. Họ đến thì họ nói Philip đó, họ muốn ra mắt Chúa Giêsu. Ở đây sự ra mắt này không nói họ là sự khiêm nhường, nhưng mà họ muốn khoe với Chúa Giêsu. Amen. Amen. Họ muốn ta đi, và trong trung tâm giải cứu này cũng vậy. Cũng có những anh em muốn thể hiện là họ là ai. Họ nghĩ rằng họ là giỏi. Họ nghĩ rằng họ ở từ trung tâm này, trung tâm kia, bệnh viện này, bệnh viện đó. Họ đã từng làm đầu gấu đầu mèo ở đó, và họ vào đây họ muốn thể hiện họ là ai. Cái đó là cái dạy, không phải là một sự khôn ngoan. Và những người Hy Lạp này rất kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng họ ra mắt Chúa để xem Chúa nói họ là ai. Anh em họ nói như lúc rồi, muốn ra mắt Chúa. Giống như mình dùng cái từ là tối nay ra mắt Chúa, đúng không ạ? Anh em, có gì khi ta nói ra mắt Chúa, nhưng mà chúng ta thật sự đầy sự dối trá bên trong đời sống của tôi và anh em. Amen. Amen. Giống như anh em của ta làm chứng nó rất thật. Đôi khi ta ở đây một ngày nhóm buổi sáng tỉnh nguyện rồi học kinh thánh, tôi nói một ngày nhóm 2-3 lần, nhưng lời của Chúa nghe bên này bay qua bên kia và vẫn sống là một con người lừa dối gian ác và không có gì thay đổi cả. Có nhiều anh em vào đây trong dịp lễ thương khó, tôi nhớ không bao giờ tôi quên, đó là thầy Phạm Văn Tú bây giờ. Lần đó thầy Tú vào, thầy Tú cạo trọc lọc, chọc lóc cái đầu giống như thích đó, họ thích. Thích Văn Tú. Và đêm đó chúng tôi tổ chức vác thập tự giá. Và chúng tôi còn cái hình đó, nhìn thấy cái mặt thầy Tú ác lắm chứ không phải được như bây giờ lắm. Đã vậy mà đầu không có tóc nữa. Vác thập tự giá nhìn thấy ghê luôn á. Nhưng mà sau cái thương khó năm đó, thầy Tú đã được biến đổi bởi tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và một lần đến tận ngày hôm nay. Có nhiều học viên không bao giờ tôi quên, trong cái mùa thương khó,
họ được đọc Kinh Thánh, họ được nghe giảng giống như tôi cũng từng giảng cho anh em. Họ đã bắt lấy cơ hội chạm đến, quyết định thay đổi, và họ đã được thay đổi. Amen. Và ta thấy rằng Chúa Giêsu nói gì về những người Hy Lạp đấy? Câu 3 nói gì? Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Và câu 4 Chúa nói gì? Quả thật, ta nói cùng các người, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Hơn 2/3 con cái Chúa đang có mặt trong buổi nhóm tối hôm nay là nông dân, phải không ạ? Câu 24 dễ hiểu không David? Chồng của Ruth. Câu 4 này dễ hiểu không? Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất là thân quen với người nông dân. Chúa Giêsu nói gì? Quả thật, ta nói cùng các người, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, đó là hạt lúa lép. Amen. Amen không ạ? Nhưng nếu chết đi, nó chịu tắt cái vỏ, tắt cái vỏ thì cái mầm của cái lúa mì bắt đầu nứt ra. Cho tôi nghe chị. Amen. Nhiều anh em đi vào trung tâm hay là nhà của Chúa ở đây hay là hội thánh địa phương, chúng ta đến với hội thánh đó, chúng ta đều có một cái vỏ bọc. Vỏ bọc bằng gì? Bằng hình thức bên ngoài của chúng ta, có đúng không? Vỏ bọc bằng áo vest, vỏ bọc bằng một cái caravas, vỏ bằng một chiếc váy, vỏ bằng mascara, mi giả, rồi vỏ bọc bằng mask hồng hồng, vỏ bọc bằng tóc quăng, vỏ bọc bằng tóc hai ba lai, vỏ bọc bằng điều này điều kia, vỏ bọc bằng vuốt keo, ô để tóc mình nó đứng thẳng tóc. Tất cả những cái đó là vỏ bọc. Cái điều tối hôm nay, tại sao ta đi với Chúa mà chúng ta không có kết quả? Chúa nói là nếu hạt lúa mì kia sau khi gieo xuống đất, nếu không chết đi thì ở một mình. Anh em thấy người nông dân người ta gieo giống, người ta gieo giống, và khi người ta gieo giống, người ta luôn luôn muốn hạt giống họ nứt mầm lên. Amen. Vì họ biết rằng một hột lúa nứt lên một cây lúa nó được chăm sóc lớn lên sẽ ra 30, 60 hoặc là 100 hạt trên cái bông lúa, đúng không? Anh em hãy nhớ rằng Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào sự thương khó, câu chuyện của Ngài luôn luôn có sự dạy dỗ thuộc linh cho chúng ta. Chúa không muốn ta về đây dự thương khó, nhắc lại tình yêu của Chúa, nhắc lại sự hy sinh của Chúa mà đời sống của ta không có kết quả gì cả. Amen. Tôi thấy vô số những người đi nhà thờ mà đời sống họ không có kết quả gì cả. Tôi vẫn thấy vô số những người trung tín đi nhà thờ, trung tín học Kinh Thánh nhưng không có kết quả. Và nãy biết rằng câu 24 này Chúa không chỉ nói về chúng ta mà thôi đâu, nhưng Chúa cũng nói tiên tri về chính Ngài nữa. Ngài là hạt lúa mà Cha của Ngài gieo vào đồng ruộng thế gian này. Cho tôi nghe chị. Amen. Cho tôi nghe chị. Amen. Ngài muốn nói với những người Hy Lạp kia rằng các con đến tìm ta làm gì? Ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa là vì bánh, phải không ạ? Tôi thấy có nhiều người tin Chúa luôn luôn đến nhờ tôi, nhờ một sự cầu nguyện là cho con làm ăn được. Tôi nói ủa, chứ tin Chúa để làm ăn được à? Nếu mà con tin Chúa để làm ăn được thì Chúa của mục sư không phải vậy. Đi gặp Chúa khác đi. Chúa của mục sư đó là tin để được cứu rồi. Cho tôi nghe chị. Amen. Chúng ta cùng nhau đọc chung chủ đề này nha. 1, 2, 3. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu. Hãy lấy một tay đặt lên lòng của mình để người, để Chúa thấy rằng mình cần được cứu. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu. Chúa Giêsu nói tiên tri về chính Ngài. Ngài là lúa mì mà Cha là Đức Chúa Trời đã gieo Ngài vào cánh đồng của thế gian này. Cho tôi nghe chị. Amen. Amen. Và bao nhiêu người thừa nhận rằng cánh đồng thế gian này đầy dẫy sự cám dỗ. Vì cái đó mà hạt giống lúa mì là Chúa Giêsu này đã đối diện sự cám dỗ trước khi bước vào chức vụ 3 lần. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy hóa đá này trở nên bánh đi. Có phải không? Anh em, ngày nay mà Chúa cho Satan nó hiện ra, nói tuấn anh, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến lá cao su trở nên tiền đi. Lúc đó thì để nó gì? Chị để nó gì? Anh Tuấn Anh đứng ra để em cho, vì em đang cần tiền. Hòa nói gì? Chị để, chị có gia đình rồi, để em tháng 11 đến em đang cần tiền mua nhẫn cưới. Để em sẽ khiến lá cao su trở nên tiền. Anh em biết rằng ngày hôm nay đây là sự cám dỗ mà tôi nói cho anh em biết rằng nó cám dỗ rất nhiều con cái Chúa về tiền bạc không?
Rất nhiều người đã thất bại vì chỗ tiền bạc. Nếu ngươi là con của Chúa Trời, hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Anh em thấy con người ngày nay giỏi lắm, khiến đá, đá cục đập ra, đãi vàng, có vàng đem đi bán. Họ rất là giỏi. Sự cám dỗ thứ nhì là gì? Nếu ngươi là con của Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi. Hãy nhảy xuống đi. Ngày nay có rất nhiều người chạy theo phép lạ. Anh em tôi là một mục sư âm thứ. Tôi có bắt tay linh. Tôi giảng về quyền năng, amen. Nhưng tôi không đi tìm kiếm quyền năng. Thế anh em ma quỷ có quyền năng không vậy? Tôi là một mục sư của ân tứ. Nhưng mà tôi không tìm kiếm quyền năng. Tôi tìm kiếm sự nghiệp của Chúa. Tôi tìm kiếm lời của Ngài cho tôi, amen. Amen. Ngày nay có rất nhiều người đã mắc vào cái sự cám dỗ. Nếu ngươi là người của Chúa Trời, hãy xin tiền đi. Hãy xin tổ chức đại tiền đi. Hãy xin người kia tài chính đi. Hãy quay clip giải cứu đuổi quỷ và gửi đi để có tiền bạc. Và sự cám dỗ thứ ba đó là gì? Đến Chúa Jesus lên đỉnh núi cao và chỉ cho Ngài có những nước giàu có vinh hoa phú quý của trần gian này. Và nói gì? Tất cả những điều mà ngươi vừa thấy đó đã giao cho ta rồi. Bây giờ ta chỉ yêu cầu ngươi một điều thôi. Quỳ xuống. Anh em quỳ dễ không vậy? Dễ lắm. Rất dễ. Và quỳ là một cái chữ nói về sự thờ phượng. Anh em sự thờ phượng thật, nó không phải bằng lời hát như tối hôm nay đâu. Sự thờ phượng thật, đó là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tại công ty chúng ta làm việc, tại cái chỗ mà chúng ta đi mua đồ, lúc ta đi ra chợ. Amen. Amen. Có nhiều người đã quỳ xuống chiếc áo rất đẹp mà mình không có tiền, và bắt đầu họ cho bán trả góp nhiều lắm. Áo thì là 2 triệu, họ cho trả góp, trả phát đầu tiên có 200 ngàn thôi, mỗi tháng trả 50 ngàn. Và đôi khi chúng ta không có tiền, nhưng chúng ta cũng bằng cách đây, bằng cách kia quỳ xuống để có cái điều mình cần có. Anh em hiểu tôi nói không? Satan nó đòi Chúa Giêsu một điều rất đơn giản, quỳ xuống thôi. Quỳ là hành động của sự thờ phượng. Và Chúa Giêsu có quỳ không? Chúa Giêsu đã không quỳ. Chúa Giêsu đã không quỳ, mà Chúa Giêsu nói gì? Ngươi phải thờ phượng Chúa Trời, amen. Và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Và ma quỷ tạm liền Ngài đi. Và chúng ta biết cơn cám dỗ cuối cùng, cơn cám dỗ thứ tư của chức vụ Chúa Giêsu đó là gì không? Đó là tại vườn Gethsemane. Amen. Amen. Chúa quyền năng lắm anh em. Chúa chỉ cần búng tay hoặc chú một lời cầu nguyện thì cha ban cho Ngài 12 đạo binh thiên sứ, phải không? Nhưng Chúa đã không cầu nguyện để bước ra khỏi vườn Gethsemane, mà Chúa cầu nguyện để chấp nhận uống chén đắng. Nhờ điều đó mà tôi và anh em tin nhận Ngài một cách thật lòng, chúng ta được giải cứu. Cho tôi nghe chứ, amen. Amen. Chúng ta trở lại vào câu 4. Chúa Giêsu nói là nếu hạt giống lúa mì kia không chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Bây giờ ta nhìn Chúa Giêsu trước nha. Khi Chúa Giêsu đến trong trần gian cách đây hơn 2000 năm về trước, Ngài có 12 môn đệ, phải không ạ? Amen không ạ? Ngài có 70 môn đồ, là 72 môn đệ đầu tiên. Amen. Amen. Và Ngài có một đám đông. Những đám đông này sau khi Ngài bị bắt ở tại sân đường Phi-la-tô, họ đã phản bội Ngài. Anh em để ý, Ngài có ít người theo Ngài trong 3 năm rưỡi đó lắm. Nhưng chúng ta để ý này, bao nhiêu người thừa nhận khi Chúa Giêsu chết, sống lại trong vinh quang, thăng thiên về trời, Ngài đổ Thánh Linh xuống và Phi-rơ đứng lên giảng, 3000 người tin Chúa. Bây giờ chúng ta thấy Chúa có kết quả nhiều không? Chúa có kết quả nhiều không? Và sau đó là 5000, amen. Và sau đó là không đến được nữa. Anh em, Chúa Giêsu chịu thương khó không phải ta nhóm lại như hình thức đám dỗ để rồi khóc. Tối nay xin em đừng ai khóc cho Chúa cả. Vì Chúa nói gì? Đừng khóc về ta, nhưng hãy khóc về các ngươi, con cái các ngươi. Amen. Amen. Tại sao Chúa nói rõ? Bởi vì họ là dân Do Thái mà họ không biết Ngài đến để chết đền tội cho họ. Amen. Chúa không muốn tối nay chúng ta nhỏ giọt nước mắt xuống vì cớ thấy Ngài bị đánh. Đừng khóc cho Ngài. Hãy khóc cho mình. Đó là mình tin Chúa bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn vũ như cẩn, là vẫn như cũ, không có một chút thẹo nào thay đổi cả. Chúa nói hãy khóc
cho các ngươi đêm nay. Amen. Hạnh phúc cho con cái các ngươi đêm nay. Vừa rồi tôi đi giảng cho một hội thánh mà tôi đã lên tiếng. Tôi nói rằng là tôi thấy một em thiếu nhi cứ cầm hoài cái điện thoại. Ấu nhi. Mà em bé này là con có một người phục vụ Chúa. Bố của em bé này rất là tâm tình phục vụ Chúa. Rất muốn hầu về Chúa, hy sinh tận hiến. Nhưng mà tôi thấy cậu con trai là cứ cầm điện thoại, đến nỗi cầm vào phòng nhóm luôn. Mà tôi đứng giảng và cậu bé đó vẫn chơi game ở trên cái điện thoại đó. Và tôi cảm ơn của Chúa giữa vòng hội thánh tôi nói luôn. Nếu một người hầu về Chúa mà không lo cho gia đình của mình, con của mình, mình đi ra chinh phục nhiều người và con của mình ở hỏa ngục, điều đó có vui không anh em? Điều đó có vui không anh em? Không vui chút nào cả. Chúng ta đi làm công tác giải cứu, chúng ta đi ra giảng phúc âm, chúng ta mở hội thánh, mà vợ của chúng ta phạm tội, vợ chúng ta sống trong sự lừa dối, chúng ta vui không? Không thể vui được. Không thể vui được. Trên Chúa Giêsu nói của sứ đồ Phaolô rằng nếu ai không lo cho người nhà của mình thì xấu hơn người chưa tin Chúa. Các bạn nghe chị amen. Trên tối hôm nay hãy nhìn vào câu 24, câu 25. Hãy chết, đó là chết cái tôi của mình. Các bạn nghe chị amen. Anh em có nhiều người không bao giờ gặp gỡ Chúa được, đó là vì cái tôi họ quá lớn, sự kiêu ngạo họ quá lớn. Cái gì cũng là tôi. Họ không chết cái tôi đó. Chúng ta phải để cho Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Hallelujah. Và tối nay tôi sẽ dành thời giờ cầu nguyện cho con cái của chúng ta. Amen. Đừng làm một người mẹ, một người cha yêu mến Chúa mà con của mình bị ma quỷ bắt lấy. Đừng. Đừng. Tôi nay xin hội thánh của Chúa nhân mùa thương khó năm nay, vì thương khó không phải Chúa muốn ta nhóm lại để kỷ niệm. Nếu Chúa muốn, Chúa đã ghi trong kinh thánh rồi, amen. Nhưng chúng ta nhóm lại để nhắc nhở nhau về tình yêu của Chúa. Nhưng mục đích của Ngài đó là Ngài chết để Ngài kết quả nhiều. Cho tôi nghe chứ, amen. Chúng ta xem lại những ngày qua chúng ta có kết quả nhiều không. Và chúng ta tìm ra ngay, nếu không chết đi thì ở một mình phải không ạ? Anh biết rằng có nhiều người ở trong hội thánh mà không ai đến dám đến gần họ, không ai dám đến chơi với họ, không ai dám đến trò chuyện với họ, bởi vì con người cũ vẫn sờ sờ đó, chưa bật cái vỏ. Cho tôi nghe chữ amen. Con người cũ, cái tôi, bản chất, sự kiêu ngạo, kiếm chuyện hết người này, kiếm chuyện hết người kia, và không chịu chết cái chỗ đó, làm sao có kết quả? Làm sao có kết quả? Và bây giờ chúng ta đi tiếp. Sau khi Chúa Giêsu giải bày về điều đó xong, thì ta thấy rằng câu 27: hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Anh đã biết rằng Phúc Âm Giăng cũng nói về vườn Gethsemane, nhưng Phúc Âm Giăng không chép như Phúc Âm Matthew, Mark hoặc Luca. Đặc biệt Luca đó là chép rất rõ về vườn Gethsemane, là cái nơi mà Chúa Giêsu đã nói với cha rằng: lạy cha, nếu có thể được, xin cha cắt chén đắng này khỏi con, phải không ạ? Amen. Nhưng Tin Lành Giăng thì không nói điều đó ở trong vườn Gethsemane, nhưng mà Tin Lành Giăng lại viết cái điều mà Chúa bộc lộ tấm lòng của Ngài trước khi bước vào sự thương khó. Chúa nói gì ạ? Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Khi một con người bối rối không biết nói gì, phải không anh em? Họ không có ý tưởng. Chúa Giêsu nói lên con người của Ngài, con người thật của Ngài. Ngài là có nhân tánh và Ngài có thần tánh ở trong con người Giêsu, phải không ạ? Ngài bối rối lắm. Và Ngài nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Đó là cái giờ mà bước vào sự tử nạn. Ngài biết trước cái chết của Ngài không phải nằm xuống ngủ một giấc rồi chết, nó dễ quá. Nhưng Chúa Giêsu biết trước cái chết của Ngài bởi lần roi, amen, bởi nụ hôn phản bội của học trò mình, phải không? Có phải không? Bởi sự đánh đập, bởi sự tra tấn, bởi họ lấy áo điều mặc vào và vả mặt Ngài, nhổ nước miếng vào mặt Ngài và nói gì? Hãy nói tiên tri đi, ai là kẻ đánh mày? Họ nhạo báng Ngài, họ chửi rủa Ngài. Và Chúa Giêsu biết trước điều đó, cho nên Ngài nói rằng: lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng
ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Ngài bắt đầu đầu phục phải không ạ? Ngài không chạy trốn ra khỏi điều đó. Và câu 28 nói gì? Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Anh em, đây là điều mà tôi đang cần phải học tôi hôm nay. Chúa muốn chúng ta trong hoạn nạn hãy làm sáng danh cha. Đừng tìm kiếm sự vinh hiển cho mình. Amen. Đừng tìm kiếm quyền lợi riêng cho mình. Hãy tìm kiếm sự vinh hiển, sự cao trọng cho chỉ một mình cha mà thôi. Và khi Chúa Jesus nói như vậy, bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: một vị tiên sứ nào nói với ngài? Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Anh em, trong câu chuyện thương khó của Chúa Jesus, không điều gì nói về ngài, cha và đám đông. Amen. Tối hôm nay ba người ở đây biết Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời, biết Chúa Jesus đã chỉ vì tội lỗi của mỗi một chúng ta, ngài mà ngài bị đánh, ngài bị đập, ngài bị giết chết, ngài bị đóng đinh, ngài bị đội mão gai, ngài bị lột chân tru và bị treo lên thập tự giá vì tội của chính tôi. Chúng ta biết điều đó không vậy? Anh em, nếu ta đi nhà thờ mà chúng ta không biết được điều này, chúng ta không được cứu đâu. Không được cứu đâu. Chúng ta đi tiếp, chúng ta thấy gì xảy ra? Câu 31, chúng ta để ý câu này: hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này. Anh biết Chúa Giêsu chết là sự phán xét của Chúa Trời cho thế giới. Amen. Cho thế giới gì anh em? Thế gian này không phải nói về thế gian nhà cửa vật chất này đâu nha. Thế gian này là nói lên vương quốc của Satan. Amen. Chúa chết là để cho vương quốc Satan sụp đổ. Chúa chết là để Satan thất bại. Chúa chết là để Satan muôn đời muôn kiếp không còn cầm quyền trên những kẻ thuộc về ngài. Cho nên tôi được Chúa mở mắt và ngài nói rằng hiện bây giờ là từ hiện tại, bây giờ có sự phán xét cho thế gian này. Tối hôm nay ma quỷ không có chỗ đứng trong buổi nhóm này, bởi vì Chúa Giêsu đã dùng thập tự giá mà chiến thắng chúng nó rồi. Satan, ma quỷ, linh cướp giết và hủy diệt, tất cả mọi linh không thuộc của Đức Chúa Trời, nó không có quyền ở trong buổi nhóm này. Nó không có quyền trên những người thuộc về Chúa của Thầy Giêsu. Ai tin nói amen. Chúa Giêsu nói rằng khi ngài chết, ngài bước vào sự thương khó, ngài chết đem tội nhân loại. À, cái giờ kết thúc cho quyền lực của sự tối tăm. Trước đây tôi cũng như người anh em làm chứng. Cuộc đời tôi sinh ra lớn lên là con mục sư theo đạo Tin Lành truyền thống. Tôi chẳng biết gì về Đức Chúa Trời, tôi không biết gì về Chúa Giêsu, và tôi cũng chẳng biết tiếng tạo nào về Đức Thánh Linh đâu. Nhưng tôi là ở trong ca đoàn, tôi đánh đờn, tôi tập hát cho ca đoàn. Nói về tôn giáo tôi nhiệt tình lắm. Cứ mỗi lần mùa Giáng sinh về tôi suốt 5-6 kg là chuyện bình thường. Vì thức khuya dậy sớm trang trí tập hát. Lúc đó không có phương tiện như bây giờ, phải cắt bằng kéo, vẽ chữ trên cái miếng cắt tông á, rồi cắt bằng kéo, rồi cắt đến tờ thủ công màu xanh màu đỏ vậy đó, dán lên cái đó rồi cắt ra nữa để trang trí nhà thờ. Và mình cứ nghĩ rằng mình như vậy được Chúa yêu. Nhưng mà tôi nói em, Chúa nhịn nhục tôi để cứu tôi. Tôi không biết gì về ngài cả. Nhưng kể từ ngày tôi gặp gỡ Chúa Giêsu, tôi thấy rất rõ quyền lực Satan, quyền lực ma quỷ đã thất bại trong cuộc đời của tôi. Chuyện này trong sự diện của Chúa nói với tôi. Tiếp câu 31 câu gì để tôi giải thích thêm cái điều đó. Và Chúa nói tiếp này: và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Bản dịch khác dịch rằng là vua chúa của thế gian này phải bị tước phế. Vua chúa thế gian này nói ai vậy anh em? Nói về Satan, nói về cái cầm quyền sự chết. Amen. Cái cai trị con người bằng những linh của nó. Khi một con người nghiện game là bị linh làm nô lệ về game đó. Khi một con người nghiện về tình dục, ngoại tình, gian dâm, thủ dâm, linh đó là linh tà dâm, dâm dục. Khi một con người đồng tính thì cái linh ở trong con người đó là linh phụ nữ, linh đàn ông và linh nháo bán lại ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Chúa dựng tôi là một người nam mà. Tại sao trong tôi có hình ảnh của người nữ được? No.
không thể có được điều đó. Amen. Amen. Chúa dựng nên con gà trống. Có trống, có mái, có bao giờ chúng ta thấy con gà nó đồng tính không? Không có. Con heo nó có đồng tính không? No. Nhưng mà Satan đã muốn chọc giận Chúa Trời. Nó đến với những con người đó để nói với con người đó rằng mày không phải là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Anh em, lời của Chúa nói rằng hiện nay vua chúa của thế gian phải bị tước phế. Có là Chúa Giê-xu bằng sự chết của Ngài, Ngài tước thải đỏ Satan. Dù trước đó nó rất có quyền lực, nhưng bây giờ trong Chúa Giê-xu, Satan đã bị tước thải đỏ. Anh biết rằng giờ này tôi đang nói nó rung lẩy bẩy đó anh em. Nhưng Chúa nói với tôi chiều hôm nay, ta buồn lắm con. Tôi thưa với Chúa rằng tại sao Chúa buồn hỡi Chúa? Chúa nỗi buồn của ta đó là gì? Satan nó biết rất rõ ta chết để tước phế nó. Nhưng mà con cái ta ngày hôm nay chẳng hề hay biết rằng Satan đã thất bại trên cuộc đời của họ. Họ vẫn để cho nó lừa dối họ. Anh em thấy nỗi buồn của Chúa chưa? Anh em thấy nỗi buồn của Chúa chưa? Tôi thấy có những người được giải cứu, sau một thời gian ngắn họ bị trở lại. Tôi buồn lắm anh em. Tôi là một người tư vấn trong công tác giải cứu rất kỹ. Hằng có những ca phải là 4 tiếng đồng hồ ngồi trong phòng tư vấn đó. 4 tiếng. Cầu nguyện đến 8 tiếng nữa, 12 tiếng đồng hồ. Cái cú họng tôi muốn đứt luôn. Và sau khi cầu nguyện giải cứu dặn rất là kỹ. Không được phạm tội lại nhé. Ê, có điều gì xấu hơn xảy ra cho ngươi chăng? Không được phạm tội lại nha. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Họ một ngày, hai ngày là họ phạm tội lại rồi. Và họ bắt đầu gọi điện vào một số em bị lại rồi. Tôi nói sao vậy? Có phạm tội lại không? Họ bắt đầu khóc. Tôi nói đừng khóc nữa, nói trả lời mau. Có phạm tội không? Với Chúa không? Dạ mục sư, em không giấu với mục sư đâu. Em đã phạm tội lại rồi. Em đã đi lại với thằng đó rồi. Anh em, tôi buồn lắm. Và Chúa nói với tôi chiều hôm nay, ta buồn lắm con. Satan nó biết ta đã tước phế nó. Amen. Ta đã làm nó từ một kẻ có quyền, bây giờ không còn quyền nữa. Nó chỉ có quyền với những kẻ không biết nó thất bại thôi. Amen. Còn đối với tôi, đối với những người nào biết rằng Satan đã bị giày đạp bởi sự chết của Chúa Giê-xu, amen, bởi sự sống lại của Chúa Giê-xu rồi, thì Satan không thể lừa dối tôi và anh em được. Nó không thể nào cướp lấy tôi được nếu tôi chống cự lại nó và đầu phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah. Anh em, bao nhiêu người tin một lần nữa tôi thách thức, bao nhiêu người ở đây tin rằng Satan đã bị Chúa Giê-xu tước phế rồi? Anh em, dù một cầu thủ bóng đá có đá hay cỡ nào nhưng bị thải đỏ là lủi thủi ra khỏi sân. Amen. Amen. Tuấn Anh không amen. Tiến không amen. Hòa cũng không amen. Bình thường mấy anh em mà tôi đeo tên là chị đá banh thì tôi anh em bàn từ trưa, bàn trước mấy tiếng đồng hồ. Tôi lặp lại anh em. Tối hôm nay tôi nhân danh Chúa Giêsu và tôi tuyên bố điều này để anh em biết rằng cái sự thương khó của Chúa Giêsu chết, chúng ta tưởng tượng coi. Khi Chúa Giêsu tắt hơi thở cuối cùng, Kinh Thánh kết thúc là gì? Bỗng dưng trời tối đen như mực, phải không? Có phải không? Điều gì rung động vậy? Quyền lực tối tăm rung động. Amen. Cái chết của Chúa Giêsu không bình thường đâu anh em. Nó lạ lùng lắm anh em. Trời đang sáng trở nên tối. Bức màn trong đền thờ nặng gần cả mấy trăm kg đó anh em. Không ai có thể đủ sức lực để xé từ trên xuống dưới được cả. Nhưng mà khi Chúa Giêsu tắt hơi thở cuối cùng, Kinh Thánh kỹ thuật lại rằng bức màn trên đền thờ từ trên xuống dưới, chứ không phải ai đó cầm cái kéo cắt ở dưới này rồi cái nói Vi em cầm bên này, Hoa con cầm bên này, 1, 2, 3 nha. Kéo ra để cho cô dâu chú rể chui ra, không phải. Quyền năng sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu làm cho vương quốc địa ngục, quyền lực địa ngục bị rung động
bởi vì có một đấng đã chết để thắng nó. Hallelujah. Trước khi tôi cầu giải cứu, tôi luôn lấy cơ sở đó. Mày nhầm rồi, Chúa Giêsu đã chết đền tội cho con người này. Mày nhầm rồi, mày không được ở trong con người này, phải đi ra. Và nó phải đi ra. Quyền lực Satan rung động, nhưng Chúa buồn vì cớ chương không hề hay biết là Chúa đã thắng Satan. Cho nên ở trong phòng cứ vẫn còn múa võ mà. Anh em, nó đang rung động. Nó đang rung động. Bởi vì lời của Chúa nói rằng hiện nay vua Chúa của thế gian bị trút về, không còn quyền nữa trên đời sống của tôi. Amen. Không quyền, không còn quyền gì nữa trên ai đó đang bị giam cầm bởi bệnh tật, bởi những dạng tà linh khác nhau. Nó đã bị trút về. Nếu anh em tin, anh em thuộc về Ngài, anh em mãi mãi là con của vua trời, thì hãy nói rằng mày không có quyền gì trên tàu. Amen. Amen. Còn nếu anh em không tin và anh em không nói, nó lấn lướt anh em. Và điều cuối cùng chúng ta học ở đây, câu 32, Chúa nói về thế lực tối tăm. Chúa phán xét quyền lực của tối tăm. Chúa phán xét quyền lực của địa ngục. Chúa trút phế Satan, ba quỷ và bài lũ của nó. Và Chúa nói gì? Con ta, khi ta bị treo lên, khi ta đã được treo lên khỏi đất, Chúa muốn nói về cái chết của Ngài trên thập tự giá, phải không ạ? Amen. Và Chúa có một lời hứa. Anh em tối hôm nay ta phải biết chắc lời hứa này. Chúa nói là khi ta, hay là con ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, Chúa có lời hứa, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Có rất nhiều con cá Chúa không biết lời hứa này. Anh em, bao nhiêu ở đây đã từng coi bộ phim 12 giờ khổ nạn của Chúa Giêsu rồi? Hôm nay tôi có coi. Trong phòng riêng của tôi có coi. Nếu các bạn thanh niên chưa coi, tối nay về coi đi. Và chúng ta biết rằng bộ phim này bắt đầu được ra đời vào năm 2004. Và khi bộ phim này được chiếu đầu tiên tại Mỹ, cái người làm phim này là một người rất là nghèo, phải bỏ tiền túi ra để trả cho tất cả những diễn viên, tất cả đoàn quay phim. Và khi mà nhờ những hãng phim lớn giới thiệu, không ai dám nhận để quảng cáo bộ phim 12 giờ khổ nạn của Chúa Giêsu hết. Tại sao tôi nói về bộ phim này? Vì tôi đang nói về thập tự giá, Chúa treo lên thập tự giá, phải không ạ? Amen. Và bộ phim này chỉ chiếu lại cái cảnh đó Chúa Giêsu bị bắt tại vườn Gethsemane, điều đến sẵn đường Phi Lát, đến Herod, và bắt đầu trở lại Phi Lát, và từ đó bị chửi rủa, bị đánh đập, bị tra tấn, bị đội mão gai, và bắt đầu Ngài lê thê bước chân, thân thể rất nát hết, vác thập tự giá lên đồi gỗ của ta. Và ta biết điều gì xảy ra không? Khi bộ phim này lần đầu tiên không ai dám nhận, không một rạp phim nào dám chiếu bộ phim này vào năm 2004. Và có một nhà tài trợ trên truyền hình, đó là chiếu qua TV. Và ta biết gì không? Ngày đêm đầu tiên trong cái mùa thương khó năm 2004, vừa mới chiếu ở trong một cái chỗ bán thức ăn nhanh, thì có một người đã từng trốn lệnh truy nã tại nước Mỹ. Họ trốn mười mấy năm rồi. Trốn. Mà ta biết rằng người mà trốn lệnh truy nã khổ không anh em? Khổ lắm. Sống chui sống nhủi mà. Vì rất dễ bị người ta phát hiện, phải không ạ? Ra đường phải đeo mặt nạ. Làm cái gì cũng trốn chui nhủi, làm cái gì cũng đi về đêm. Và hôm đó người này mười mấy năm trốn lệnh truy nã, anh ta cần thức ăn. Anh ta ngó trước ngó sau để có ai theo dõi anh không. Anh mở cửa vào cái tiệm thức ăn nhanh đó. Anh mua một ổ bánh mì. Đang khi chờ người ta làm thì anh coi bộ phim 12 giờ khổ nạn của Chúa. Và tôi biết anh đang coi như vậy, anh khóc. Anh khóc vì lời kêu gọi bộ phim đó là nếu ai chưa biết Chúa thì có một đấng đã chết, đã bị đánh, bị đập vì tội lỗi của chúng ta rồi. Và ta biết gì không? Anh đã tin nhận Chúa ngay trong quán thức ăn nhanh đó. Và anh cầm ổ bánh mì đi bộ ra sở cảnh sát. Và
và đầu thú sau mười mấy năm. Ngay đêm hôm đó, ở tại một tiểu bang khác cũng diễn ra đúng kịch bản đó. Đó là có một người cũng trốn lệnh truy nã, trốn chui, trốn nhủi vì tội giết người, không dám đi đâu cả. Và đêm hôm đó cũng đi ra mua đồ ăn và tình cờ coi bộ phim đó và đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và đã đầu thú. Một người nghiện ở tại Philippines vào 2006, lần đầu tiên châu Á mình chiếu bộ phim này, thì người nghiện tại Philippines đã có bộ phim 12 giờ khổ nạn của Chúa Giê-xu và đã tin nhận Ngài, ra đầu thú và đã được quyền năng của Chúa Giê-xu giải phóng ra khỏi ma túy mà không cần phải vào trung tâm nào. Và đến ngày hôm nay người ta bắt đầu tính danh số là bao nhiêu người tin Chúa. Họ tin đã được, đó là hàng triệu người đã tin nhận Chúa Giê-xu qua bộ phim 12 giờ khổ nạn. Như vậy chúng ta nhìn thấy câu 32, lời tiên tri của Chúa Giê-xu nói về chính Ngài đã được ứng nghiệm. Chúng ta nghe chứ, amen. Ngay ngày lễ ngũ tuần, công vụ đoạn 2, Chúa Giê-xu đã kéo 3.000 người qua chức vụ của Phi-e-rơ đến với Ngài. Chúng ta nghe chứ, amen. Sau đó Ngài tiếp tục kéo 5.000 người qua chức vụ của sứ đồ Giăng và sứ đồ Phi-e-rơ. Amen. Và hội thánh hiện đại ngày nay chúng ta nhìn thấy mục sư Riạc Bôn kia, bây giờ ông về nước Chúa rồi. Trước khi ông về nước Chúa, ông đã cầu nguyện với Chúa rằng cho con dắt đưa 1 tỷ người châu Phi về với Chúa. Và quả thật, trước khi ông vào nằm vào quan tài, người ta đã tính được con số mà ông đến châu Phi ông dặn đó, đã có 1 tỷ tội nhân tại châu Phi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa cuộc đời của mình. Hỡi hội thánh, bao nhiêu người hiểu được lời tiên tri là đến thời điểm ứng nghiệm. Và Chúa nói với tôi rằng tối hôm nay hãy nói điều này, bắt đầu từ gia đình của mình. Tôi xin muốn nói, ba người ở đây có ba mẹ mình chưa tin Chúa Giê-xu. Tối hôm nay chúng ta sẵn sàng bắt lấy câu này và cầu nguyện không? Chúa ơi, Ngài hứa với con rằng khi ta đã được treo lên, ta sẽ kéo mọi người. Thì trong mọi người đó có ba mẹ con, Chúa ơi, xin kéo ba mẹ con đến với Ngài đi, amen. Chúng ta cứ cầu xin, còn Chúa sẽ hành động theo cách của Ngài, chứ không theo cách của chúng ta. Tất cả chị, amen. Ai có chồng mình chưa tin Chúa, xin một lòng giơ tay. À, bé Liên. Còn ai nữa không? Ai có chồng chưa tin Chúa không ạ? À, em của bé Liên đúng không? Tên là Hồng Giao Ước gì đó phải không? À, mà tôi xin hỏi, ai là người có vợ mình chưa tin Chúa? Hãy hiểu giùm cho, tin Chúa đây là được tái sanh đấy nha, chứ không phải đi nhà thờ đâu đó. Có nhiều người đi nhà thờ, đi với chồng đi nhà thờ, nhưng mà về tới nhà không làm bắt đầu mở nhạc đời liền hả? À, giống như đi dự đây về một cái là anh tối hôm nay coi phim Hàn Quốc á, phim Chiếc Chai Thị Tinh á, phim gì Mùa Đông Lõng Mọn gì đó hả? Ờ, em thấy cuộc đời em giống như người đó đó, mở cho em coi đi. Anh em tin Chúa là phải được tái sanh, phải gặp gỡ Chúa, phải có những điều thay đổi trong cuộc đời của chính mình. Cho tôi nghe chứ, amen. Hallelujah. Nếu chúng ta thấy vợ mình, chồng mình chưa tin Chúa, hãy bắt lấy cái lời tiên tri này và cầu nguyện. Ai có con của mình chưa tin Chúa? Ồ, nhiều. Ai có con của mình ngỗ nghịch nào? Đây, hãy bắt lấy cái lời này, nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài hứa với con rằng khi ta đã được kéo lên khỏi đất, tôi xin hỏi anh em, Chúa đã được kéo lên khỏi đất chưa? Hơn 2.000 năm về trước rồi, Chúa đã được kéo lên rồi. Amen. Chứ không phải ngày hôm nay đâu. Chúa đã được treo lên, Satan biết rất rõ. Nó mỗi lần nhắc đến thập tự giá, nó thua đau lắm. Amen. Nó thua đau lắm. Nó nhục nhã lắm. Nó không hề ai biết rằng, nó tưởng rằng Chúa Giê-xu như bao nhiêu con người khác, chết là hết. Nhưng nó không ngờ, Chúa Giê-xu đã nói tiên tri trước về Ngài rằng, Ngài sẽ chết sau 3 ngày và sẽ sống lại. Amen. Hallelujah. Và tôi xin hỏi, ai có những người thân của mình, ông bà nội bà ngoại, bà con của mình chưa tin Chúa? Thì tối hôm nay đừng lìa ra khỏi câu 32 này. Hãy nắm cái lời này và nói với Chúa rằng, xin nhớ lại lời của Ngài, Chúa ơi. Amen. Amen. Jeremy đọc 1 câu 12. Lời của Chúa nói với tiên tri Jeremy gì? Ngươi thấy cái gì? Jeremy nói, dạ thưa Chúa, con thấy cây hành trổ bông. Chúa nói, ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán ta để làm trọn. Tối nay Ngài đang ở đây, Ngài nghe tôi đọc lại lời Kinh Thánh, lời tiên tri của Ngài trong câu 32. Amen.
và Ngài rất thích thú. Ngài nói đọc tiếp đi con. Tôi đọc tiếp. Còn ta là Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đã được kéo lên khỏi đất, Chúa Giêsu sẽ kéo mọi người đến cùng Chúa Giêsu. Tại sao những ngày qua chúng ta thấy bà con của mình, người nhà của mình, người thân của mình, con cái của mình không đến với Chúa Giêsu? Bởi vì chúng ta không biết cái lời tiên tri này. Nên ta tối nay biết trong lời này đến với Chúa hôm nay. Hallelujah! Đó mới là buổi lễ chúng ta nhóm lại nhắc nhở nhau về tình yêu của Chúa. Yêu là phải cứu. Khi hai người yêu nhau, thì bạn gái luôn luôn hỏi gì? Anh có thật yêu em không? Thì bạn trai sẽ nói chắc chắn là anh yêu em rồi. Thì bạn gái sẽ nói một câu gì? Yêu tại sao không cưới? Xin lỗi, yêu tại sao không cưới? Chúa Giêsu thì khác. Ngài yêu Luther, Ngài bằng lòng chết để Luther được thay đổi. Ngài yêu cô Tuyền, bằng lòng chết đền tội cho cô Tuyền. Ngài yêu Thanh, Ngài bằng lòng chết đền tội cho con để cứu lấy con. Amen. Ngài yêu mình, Ngài bằng lòng chết để cứu cuộc đời của con. Và Ngài yêu mỗi một chúng ta, và Ngài bằng lòng chết để cứu chúng ta. Đây là tin lành. Hallelujah. Đây là tin tức tốt lành. Đây là cái tin mà Satan tiếp tục đau đầu. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đóng đinh trên đồi sọ phải không ạ? Đồi sọ là đồi lâu phải không? Cái đầu lâu phải không? Cái thập tự giá giống như một cái đinh 20, 40, 50 gõ vào cái đầu Satan. Nó tưởng rằng nó chiến thắng Chúa Giêsu, nhưng nào ngờ Chúa Giêsu bởi sự chết của Ngài đã chiến thắng nó. Và Ngài đi vào âm phủ, Ngài nói gì? Đưa chìa khóa sự chết âm phủ đây cho ta. Và Satan đã run lẩy bẩy và đưa chìa khóa đó cho Ngài. Cho đến ngày hôm nay, sự chết của tôi nằm trong tay của Chúa chứ không phải nằm trong tay Satan. Sự sống của tôi cũng nằm trong tay của Chúa Giêsu. Sự chết của quý bà cho em cũng vậy, ở trong tay của Chúa. Đừng sợ chết đói. Đừng sợ vì thiếu tiền bạc. Amen. Đừng sợ vì cớ cai nghiện hay là từ bỏ điều nhận. Đừng sợ vì Chúa ở với chúng ta. Trên giờ này tôi kêu gọi Hội Thánh xin hãy đồng đứng lên. Tôi tin Thánh Linh của Chúa giúp cho mỗi một chúng ta hiểu lời của Đức Chúa Trời trong mùa thương khó năm 2024. Chúa nói với tôi rằng tối nay Ngài ở đây để chứng kiến Hội Thánh nhắc nhở nhau về điều gì trong sự thương khó. Và Chúa nói với tôi, nếu con trung tín nói những điều ta mặc khải cho con, ta sẽ đứng về phía con. Ta sẽ đứng về những lời ta mặc khải cho con. Amen. Amen. Ta sẽ binh vực Hội Thánh của ta. Ta sẽ binh vực những con người ăn năn quay trở lại tin lời của ta hứa cho họ. Amen. Amen. Anh em, tại sao ta tin Chúa? Chúa đã thắng Satan rồi mà. Tại sao chúng ta sống và vẫn sống trong sự thiếu hy vọng? Vô lý. Tôi không chấp nhận điều đó trong cuộc đời của tôi. Amen. Tôi không chấp nhận điều đó cho vợ của tôi, cho con gái của tôi, cho những đứa con thuộc linh của tôi. Tôi không chấp nhận. Bởi vì Chúa Giêsu đã thắng Satan rồi. Nó là kẻ gieo rắc sự tuyệt vọng. Và Chúa Giêsu đã thắng nó. Và Ngài là đấng ban sự hy vọng sống. Ngài là đấng ban đức tin. Ngài là đấng ban sự chữa lành. Ngài là đấng ban sự cứu rỗi. Ngài là đấng ban sự giải cứu cho mỗi một chúng ta. Hallelujah. Không có nào nan đề nào lớn quá cho Chúa Giêsu đã chết đền tội cho chúng ta và đã sống lại vì sự xưng công chính chúng ta tối hôm nay. Không. Mãi mãi là không. Không có bệnh nào quá khó với Ngài. Không có nan đề nào quá khó với Ngài. Vấn đề là lòng chúng ta có chịu mở ra với Chúa hay không thôi. Trên giờ này tôi kêu gọi chúng ta hãy mở lòng của mình đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện một cách cá nhân. Chúng ta xem lại điều đầu tiên về câu chuyện hạt lúa mì. Chúa Giêsu là hạt lúa mì mà Cha đã gieo vào trong ruộng của thế gian này. Và tôi và em cũng là những hạt lúa mì mà Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu cũng gieo một cuộc đời chúng ta vào trong cái ruộng thế gian này. Nhưng mà chúng ta có kết quả không? Đời sống của chúng ta có kết quả không? Nếu không có kết quả là chúng ta chưa thực sự chết. Chúng ta chưa chết được con người cũ của mình. Chúng ta chưa chết cái bản chất xấu xa của mình. Chúng ta chưa chết cái sự kiêu ngạo thầm kín trong đời sống của mình. Chúng ta chưa chết sự tự tôn tự đại của chính mình.
định chết. Hãy quyết định nhờ Thánh Linh làm cho chết. Hãy quyết định đóng đinh những đó vào thập tự giá của Đấng Christ đi các bạn ơi. Hãy quyết định. Còn nếu không chết, chúng ta chỉ ở một mình thôi. Không ai đến gần chúng ta, không ai thèm chơi với chúng ta. Nhưng nếu ta chết đi, chúng ta sẽ được kết quả nhiều. Điều thứ hai, Chúa Giêsu chết đó để phán xét quyền lực hay là nước của sự tối tăm Satan, amen, ma quỷ với những công việc của nó. Chúa phán xét, nó đến bệnh tật Chúa phán xét, nó đem sự rủa xả Chúa phán xét, nó đem tai họa tai nạn Chúa phán xét. Không những thế thôi, Chúa còn tước phế quyền lực của nó nữa. Tôi tiếp tục công bố trong danh của Chúa Giêsu người ở Nazareth, Đấng Messiah, Đấng đã tìm và cứu cuộc đời của tôi, Đấng kêu gọi tôi làm một người hầu việc Ngài. Tôi tuyên bố rằng Satan đã bị tước phế, quyền lực của nó đã bị tước phế, nó không có quyền gì trên hội thánh của Ngài, trên công việc của nhà Chúa tại đây, trên mỗi đời sống của chúng ta. Hãy nói cho nó biết, mày đã bị tước phế. Mày không có quyền trên hôn nhân của ta, mày không có quyền trên vợ của ta, mày không có quyền trên chồng của ta, mày không có quyền trên con cái của ta, mày không có quyền trên dòng dõi của ta, mày không có quyền trên sáng kiến mà Đức Chúa Trời ban cho ta. Hãy nói cho nó biết, bởi vì Chúa Giêsu đã dùng thập tự giá mà chiến thắng nó rồi. Anh em ơi, Chúa đang ở đây để xem thử chúng ta nghe gì, nhận gì, nói gì trong đêm chúng ta nhắc lại về sự thương khó của Chúa Giêsu. Còn đối với tôi tuyên quyền lực Satan rúng động, nước tối tăm của nó rúng động, tiếp tục bị đẩy lùi. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.